Con đọc câu hỏi tiếp theo. Thầy cho con hỏi phần nghi thức trước khi trì chú, khi nào thì mình trì tịnh pháp giới và tịnh nghiệp, tịnh tam nghiệp, khi nào thì mình trì tịnh pháp giới và lập ba đàn. Con cảm ơn thầy. Thật ra là lúc nào bạn tụng, bạn cũng nên làm cái đó, bởi vì bạn không thể nào biết được tâm ý của bạn trong lúc hành trì nó có cái gì bất tịnh hay không. Bạn có suy nghĩ những cái suy nghĩ mà nó gọi là bất tịnh hay không, bạn không thể biết được. Bởi vì có đương lúc, nhiều lúc bạn đang tụng nó sẽ sinh ra những cái ý nghĩ bậy bạ ở trong đầu của bạn, bạn đâu biết đâu. Cho nên cái bổn phận của mình là mình phải tịnh pháp giới, mình phải tịnh thanh tịnh chân ngôn, và mình phải lập ba đàn. Ok, đó là cái cách mà mình tụng chú mình nên làm. Thì các thiện thần, các hộ pháp họ sẽ rất là hoan hỷ khi mình làm cái việc đó. Nhưng mà ngay cả cái chuyện mà làm cái việc đơn giản vậy, bạn cũng phải suy nghĩ tính toán lắm bạn ha. Rồi, vậy thì con cũng xin nói với quý vị khán giả, mà nếu như mà mới tu á, thì nghi thức thế nào cứ làm như thế. Tại vì Tâm Đồng đọc được những cái tin nhắn, ví dụ như là nghi thức có nhiêu đó thôi, nhưng mà mình lại ngại nó ngắn quá, thế là mình thêm vào rất là nhiều cái. Mà ví dụ như là mình mời vong linh đến đến nghe, và đến lúc mà vong linh đến thì mình chịu không nổi. Không phải là con có sợ nữa chứ. Dạ, chịu không nổi và phải chuyển nhà đó ạ. Sẽ có trường hợp phải chuyển nhà vì chịu không nổi. Ủa mà mắc gì mình phải mời? Ủa thì cái chuyện của mình là mình, cái chuyện mình tu, còn họ thích tới thì họ cứ tới thôi. Thì cũng giống như bây giờ mình lên đây mình nói chuyện thì ai thích nghe chứ bây giờ mình làm sao mà mình bắt ép người ta được, đúng không? Đấy. Cho nên là mình cứ hoan hỷ thôi, ai nghe được nghe, ai không nghe được thôi, vậy đó. Dĩ nhiên sẽ có thể là có một vài cái nhà nào đó nó không có vong, nhưng mà cái đó là bạn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ok, các ngài đã nói rõ ràng là quỷ và chúng ta là sống chung với nhau chỉ vì không thấy nhau thôi, chứ bảo là không có làm sao được. Mà bạn phải nhớ rằng quỷ thần đó, họ nhiều hơn mình, tại vì cái số tuổi của họ, họ sống nó trường thọ, mà không phải trường mình sống trăm tuổi là trường thọ, họ sống vài ngàn tuổi làm sao mà họ không nhiều hơn mình được. Cái số sống càng lúc nó càng rộng. Còn mình nó nhiều lắm, trăm năm mình đi mất rồi, đúng không? Cho nên là mình phải ít hơn. Chúng sanh mà sống ở trên trần gian là đương nhiên phải ít hơn ở dưới âm ti rồi.